Ok, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel YouTube của An Phát Công Tư. Và khi mà nhắc tới những chiếc mini PC thì anh em cũng đã biết rồi đúng không? Nó thường cho chúng ta một cái thiết kế nhỏ gọn này. Anh em hoàn toàn có thể mang vác nó đi khắp mọi nơi và đặc biệt đó chính là nó sẽ giúp cho cái góc làm việc của chúng ta trở nên gọn gàng và đẹp mắt hơn khá là nhiều so với việc anh em sử dụng những cái bộ case máy tính thông thường. Và khi mà nhắc tới những chiếc mini PC thì anh em cũng đã biết rồi, Intel họ là một trong những nhà dẫn đầu sản xuất ra những chiếc mini PC và cái sản phẩm nổi tiếng nhất của họ đó chính là sản phẩm MUC. Tuy nhiên thì ở trên thị trường hiện nay thì không chỉ riêng mình Intel mà còn khá là nhiều những cái nhà sản xuất khác họ sản xuất ra những chiếc mini PC để phục vụ với các nhu cầu khác nhau. Và điển hình trong số đó đó chính là Asus, họ cũng có khá là nhiều những cái mẫu mã, những cái model sản phẩm đang được bán ở trên thị trường. Và hôm nay thì mình có mang tới đây một chiếc mini PC cũng đến từ Asus, nó có mã hiệu đó chính là PB60G. Đây là một trong những chiếc mini PC đầu tiên có mặt tại Việt Nam và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chiếc mini PC này để xem thì nó có những cái điểm gì đặc biệt cũng như là cái nhu cầu sử dụng của chiếc mini PC này nó sẽ hướng đến những cái đối tượng như thế nào, thì anh em hãy cùng mình đi vào video ngay bây giờ nhé. Đầu tiên đó chính là về phần thiết kế thì nó sẽ được hoàn thiện bởi chất liệu kim loại và được phủ lên mình một cái lớp sơn tĩnh điện màu đen. Tổng thể thiết kế của nó sẽ được chia làm hai phần và các bạn hoàn toàn có thể tháo rời ra được. Nó sẽ bao gồm một phần là thân máy nơi chứa CPU, RAM, SSD và một số những linh kiện khác, và phần còn lại đó chính là GPU nơi chứa chiếc card đồ họa Quadro P620. Về bản chất thì chiếc card đồ họa này vẫn là một chiếc card đồ họa P620 như bình thường các bạn mua ở bên ngoài mua lẻ vậy, và nó sẽ có một cái chân kết nối chuẩn đó chính là PCIe X16. Nhưng mà đúng như cái bản chất đó chính là mini PC nhỏ gọn, thế nên thì Asus họ đã dùng cái dây kết nối đó chính là riser để có thể kết nối chúng lại với nhau. Dành cho những ai quan tâm hay tò mò thì khi mà các bạn tháo rời hai cái phần này ra thì các bạn vẫn có thể sử dụng nó một cách hết sức bình thường, bởi vì con i5-8400T ở trên chiếc mini PC này nó đã có nhân tích hợp đồ họa đó chính là Intel Graphics 630 rồi, và khi mà anh em tháo rời VGA Quadro P620 ra thì nó sẽ đảm nhiệm cái điều này thay chiếc VGA rời kia. Và về cái lợi ích lâu dài thì anh em sẽ có một chiếc mini PC nó sẽ có một cái kích thước nhỏ gọn chỉ bằng 1/2 so với kích thước ban đầu, và ngoài ra thì nếu như anh em sử dụng với những cái tác vụ cơ bản hàng ngày như là Word, Excel, PowerPoint rồi chơi những cái tựa game nhẹ nhàng như là Liên Minh Huyền Thoại thì cái nhân đồ họa tích hợp Intel Graphics 630 này nó sẽ hoàn toàn có thể đáp ứng cho anh em những cái điều đó. Còn về sự thua thiệt thì tất nhiên rồi, với chiếc card đồ họa Intel Graphics 630 nó sẽ cho chúng ta một cái hiệu năng không thể nào bằng cái việc khi mà anh em sử dụng chiếc card đồ họa rời đó chính là Quadro P620, đặc biệt là những cái công việc, những cái tác vụ liên quan tới đồ họa. Về cấu hình thì nó được trang bị con CPU Intel i5-8400T, RAM 16GB, card đồ họa Quadro P620, SSD với dung lượng là 120GB, và cuối cùng đó chính là HDD Seagate Barracuda với dung lượng là 500GB. Cái điểm đặc biệt ở đây đó chính là khi mà anh em mua chiếc mini PC này về, anh em hoàn toàn có thể thay thế những cái linh kiện khác ở bên trong chiếc mini PC này, như là CPU anh em có thể thay thế chiếc CPU khác vào, miễn sao nó là một chiếc CPU của Intel và nó cùng cái socket đó chính là 1151 là được. Ví dụ như anh em muốn chơi game thì có thể gắn con CPU Intel Core i5-8400 vào, nó có xung nhịp cao hơn so với con 8400T này, rồi anh em kết nối nó qua một cái cổng eGPU bằng cái cổng đó chính là Thunderbolt 3 là anh em đã có thể chiến ngon lành những cái tựa game đang hot cũng như đang phổ biến ở thời điểm hiện tại ở trên chiếc mini PC này rồi. Nhân tiện để nói về cổng kết nối thì các bạn cũng không cần phải lo nghĩ gì nhiều ở trên chiếc mini PC này. Tuy là một chiếc mini PC có kích thước bé thôi nhưng mình đếm sơ qua thì nó có tầm khoảng đó chính là trên 20 cái cổng kết nối. Nó sẽ có bao gồm những cổng kết nối quan trọng như là USB 3.1, Gen 1 rồi Gen 2, DisplayPort, cổng cắm nguồn, cổng cắm mạng LAN hay kể cả đó chính là cạc Wi-Fi, nó cũng đi kèm ở trên chiếc mini PC này rồi. Và một trong những cái điều mà anh em cần nên quan tâm đó chính là nếu như anh em muốn cho cái chiếc mini PC này của chúng ta trở nên gọn gàng hơn nữa thì anh em có thể sử dụng thêm những cái combo như là chuột, bàn phím, tai nghe, sử dụng Bluetooth để cho góc làm việc của chúng ta trở nên ưng ý nhất. Vậy thì đối tượng nào là người dùng mà Asus hướng tới khi mà họ sản xuất ra những chiếc mini PC như thế này? Theo cá nhân mình thì anh em có thể nghĩ sâu xa một chút, đó chính là những cái doanh nghiệp. Khi mà những cái nhân viên của họ dao động trong khoảng từ 100 cho tới đó chính là cả nghìn người thì việc sử dụng những chiếc mini PC nó sẽ tiết kiệm được cái không gian và cái diện tích hơn rất là nhiều so với việc anh em sử dụng những cái bộ case máy tính thông thường. Và ngoài ra nữa đó chính là về cái điện năng tiêu thụ của nó cũng ít hơn, và đặc biệt đó chính là về cái mặt linh kiện thì anh em sẽ không phải chọn lọc hay là sàng lọc, và đặc biệt đó chính là khi mà nó hư hỏng thì nó cũng dễ dàng sửa chữa hơn khá là nhiều so với lại những cái bộ case máy tính khác. Và đi gần hơn một chút thì chiếc mini PC này nó sẽ dành cho những ai có điều kiện kinh tế dư giả một chút, hay là những bạn như kiểu là em yêu khoa học, các bạn có thể mua chiếc mini PC này về để thay đổi những cái linh kiện như là CPU, rồi chúng ta có thể thay đổi các đồ họa làm sao phù hợp với cái nhu cầu mà anh em sử dụng hàng ngày nhất có thể, thì nó vẫn có thể đáp ứng tốt cho anh em giống như một bộ case máy
tính thông thường. Hoặc là nếu như các bạn là một trong những cái người thường xuyên làm những cái ứng dụng đồ họa thì mà muốn có cho mình một bộ PC nó có một cái thiết kế nhỏ gọn này, giúp cho cái góc làm việc của chúng ta trở nên gọn gàng và đẹp mắt hơn, cũng như là nó có một cái sự tính tính nhất định, thì mini PC PB60G này nó hoàn toàn là một trong những sự lựa chọn mà anh em không nên bỏ qua. Và đó là toàn bộ những gì mình muốn gửi tới cho anh em về bộ mini PC đến từ Asus có mã hiệu trên là PB60G như thế này. Anh em cảm thấy như thế nào về bộ PC này thì đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận của video cho mình được biết. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích đừng quên ấn like, share video này và nhớ ấn vào nút đăng ký để theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại kênh YouTube An Phát Computer. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video kế tiếp.